Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 21 tháng 11 đã công bố mục tiêu và nguyên tắc xúc tiến đề xuất táo bạo, tức đường lối chính sách với Bắc Triều Tiên của chính phủ Tổng thống Yoon Song Yeol. Theo đó, Hàn Quốc sẽ kiến tạo môi trường để miền Bắc tự khôi phục các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, với tầm nhìn là bán đảo Hàn Quốc không hạt nhân, hòa bình và thịnh vượng. Để làm được điều này, dựa trên mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, Seoul không cho phép bất cứ hành động khiêu khích bằng vũ lực nào, mà sẽ xây dựng một cơ cấu cởi mở song phương, dựa trên nền tảng chủ nghĩa tương hỗ bằng nguyên tắc đối thoại. Hàn Quốc cũng sẽ không theo đuổi việc thống nhất theo hình thức miền Nam sẽ giành quyền điều hành đất nước, mà thay vào đó là đề ra nguyên tắc cùng cộng đồng quốc tế xây dựng nền tảng thống nhất một cách hòa bình. Chính phủ cho biết sẽ xúc tiến phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, bài toán trọng tâm của đề xuất táo bạo trong ba giai đoạn, đồng thời công bố phương án hợp tác liên triều trong lĩnh vực kinh tế, chính trị và quân sự tương ứng với từng giai đoạn. Cụ thể, trong giai đoạn đầu khi miền Bắc quay trở lại đối thoại phi hạt nhân hóa, tức giai đoạn biện pháp ban đầu, hai miền Nam Bắc sẽ tiến hành trao đổi tài nguyên, lương thực, xúc tiến các dự án cải thiện dân sinh cho miền Bắc như y tế, nước uống sạch. Trong giai đoạn 2 là phi hạt nhân hóa thực chất, Seoul có kế hoạch sẽ hợp tác kinh tế như hỗ trợ Bình Nhưỡng phát triển cơ sở hạ tầng về điện, bến cảng, hàng không, nông nghiệp, y tế và tài chính. Chính phủ cũng đề xuất các biện pháp trong lĩnh vực chính trị và quân sự. Kể từ giai đoạn phi hạt nhân hóa thực chất, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ để cải thiện quan hệ Mỹ-Triều. Trong giai đoạn 3 là phi hạt nhân hóa hoàn toàn, miền Nam sẽ xúc tiến bình thường hóa quan hệ Mỹ-Triều thông qua ký kết hiệp định hòa bình. Hàn Quốc sẽ xây dựng lòng tin về mặt quân sự giữa hai miền Nam-Bắc, hạ nhiệt căng thẳng quân sự, xúc tiến kiểm soát chi phí quân sự khi bước vào giai đoạn phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Cùng với đó, chính phủ cũng xúc tiến giao lưu liên Triều ở lĩnh vực truyền thông, báo chí, viễn thông nhằm khôi phục tính thuần nhất dân tộc dù ở bước trước khi tiến hành phi hạt nhân hóa tích cực giải quyết vấn đề nhân đạo như tổ chức các buổi gặp mặt cho người thân các gia đình bị ly tán trong chiến tranh. Một quan chức Bộ thống nhất cho biết, nếu Bắc Triều Tiên thực sự quay trở lại bàn đàm phán phi hạt nhân hóa thì chính phủ Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế về vấn đề gỡ bỏ các lệnh trừng phạt với miền Bắc.